Xin chào quý anh chị và các bạn, mình Hùng bên vật tư phân nhân.com, một công ty chuyên cung cấp các loại rong chàng, các loại rong dùng để ếm trong các nồi hơi, trong các đường ống nước. Hôm nay Hùng xin review để giới thiệu với anh chị và các bạn một cái loại hàng mà hiện tại là các ngành công nghiệp, các đường ống thường hay sử dụng, đó là một cái loại rong vuông, chất liệu của nó bằng silicon anh chị các bạn. Thì các loại rong thì hiện tại là phân nhân đang bán các loại rong chịu nhiệt như rong của chất liệu của nó bằng teflon, rong của nó chất liệu bằng silicon, rong của nó chất liệu bằng cao su. Rong thì có rất nhiều loại rong, rong cộng của nó, cái cộng rong của nó là hình tròn, tròn đặc á, dạng sợi, dạng o-ring. Còn có một số loại rong thì cái dạng của nó hình vuông. Thì hôm nay cái loại rong hình vuông này á, Hùng sẽ review để chỉ cho anh chị và các bạn thấy cái công dụng của nó. Thường thường trong những cái khe hở đó anh chị các bạn, tùy theo cái mức độ hở của nó mà cái người sử dụng người ta chọn cái loại rong phù hợp. Thì cái loại rong silicon này anh chị các bạn nè, thì nó là cái mức độ chịu nhiệt của nó từ 0 tới 220 độ C. Cái khả năng giãn nở của nó cao hơn cao su mà nó là chịu nhiệt nữa anh chị các bạn. Nên đâm ra nó cũng cái vật liệu này á, nó cũng mềm và dẻo. Mềm dẻo giống như cao su vậy, nhưng mà nó là chịu nhiệt rất là tốt, chịu nhiệt hơn cao su và nó đàn hồi. Thì cái loại rong này á, là hình vuông nha, hình vuông. Màu của nó không quan trọng, có hai loại rong, một cái loại rong silicon màu cái loại trong á, chất liệu của nó là đặc luôn á, đặc, còn cái loại này là loại xốp. Cái rong này là rong silicon xốp. Cái xốp á, nó có đỡ cái là nó có giãn nhiệt nữa anh chị các bạn. Còn cái loại đặc á, thì nó chịu nhiệt thôi. Còn cái này nó giãn nhiệt và nó nở ra thì nó cái mức độ chịu nhiệt của nó thoát và nó chịu nhiệt và nó có thể nó bền hơn cái loại kiến khí. Thì cái loại hàng này hiện tại là phân nhân đang có từ quy cách là 6 x 6 ly nha. 6 vuông 6, 6 x 6, 8 x 8, 10 x 10, 12 x 12, 14 x 14, 16 x 16, 18 x 18, 20 x 20, 22 x 22, 25 x 25 và 30 x 30. Cái rong này chúng tôi bán theo mét. Anh chị các bạn mua bao nhiêu mét thì chúng tôi sẽ báo giá bấy nhiêu mét và đồng thời sẽ ship hàng trong ngày cho quý anh chị và các bạn khi các anh chị các bạn có nhu cầu sử dụng. Khi mua cái loại hàng này á, anh chị các bạn cứ liên hệ công ty chúng tôi qua số điện thoại 0915 886 916 hoặc là số Zalo 0989 771 896 hoặc vượt qua web vật tư phân nhân.com. Ở trên đó có rất nhiều nhân viên đang làm việc, anh chị các bạn có thể chọn lấy một nhân viên nào của công ty phân nhân và yêu cầu báo giá cụ thể. Đó là rong silicon xốp hoặc là đặc. Vuông nó bao nhiêu, quy cách nó bao nhiêu và chiều dài anh chị cần bao nhiêu và hàng này sẽ gửi về đâu thì nhân viên công ty phân nhân sẽ gửi báo giá kịp thời. Và hàng này chúng tôi luôn có sẵn số lượng nhiều và hàng nhập kho liên tục, anh chị các bạn yên tâm khi anh chị các bạn chọn mua phân nhân, giá cả nó phải chăng. Kính mong quý anh chị và các bạn tin tưởng và ủng hộ phân nhân, anh chị các bạn có thể đăng ký kênh để khi Hùng review những cái loại hàng khác, anh chị các bạn có thể nhận được những cái thông tin vật tư mà anh chị các bạn cần có nhu cầu sử dụng. Mến chúc quý anh chị và các bạn tuần mới sức khỏe, gặp nhiều may mắn, thành công trong công việc và cuộc sống. Xin chào và hẹn gặp lại.